Không khí chúng ta đang nóng cho quý vị đấy. Một tràng pháo tay thật to cho tất cả chúng ta trong buổi tối ngày hôm nay được không ạ? Cảm ơn quý vị chúng ta rất rất nhiều. Một bài hát tiếp theo sẽ là một bài hát vừa buồn vừa vui. Sáng tác mang tên Buồn thì cứ khóc đi. Xin mời quý vị chúng ta sẽ cùng lắng nghe. Yên lặng khiến anh ngỡ ngàng, chợt dòng suy em.